Hả? Con là học đây nữa bộ, thì nói con đẻ con nữa. Thế? Đừng con trẻ con. Con ở đây nữa bộ, đừng có là nó đẻ con. Con, bố nó con trẻ con đâu? Không, nó có đàn. Ở hồi xưa bây giờ đây. Cậu thích con, cậu thích con. Rồi các bạn ơi, hôm nay là buổi học đầu tiên của hai bạn nhỏ của chúng ta này. Con gì? Buổi học đầu tiên. Buổi học đầu tiên của năm học 2021-2022. Sáng hôm nay hai bạn nhỏ dậy rất là sớm và nó mặc đồng phục rồi các bạn như này. Nhưng mà hôm nay mới là buổi chào cờ, buổi khai giảng của năm học mới. Thế con đã ăn cơm chưa? Ăn uống chưa? Rồi bây giờ là hai bạn nhỏ chúng ta đang chuẩn bị đợi đến lúc để chào cờ trên TV các bạn ạ. Mấy giờ chào cờ con? Chào cờ trên TV các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, hôm nay thì anh sẽ quay lại cảnh các bạn nhỏ của chúng ta sẽ chào cờ. Đây là năm học đầu tiên mà các bạn đấy khai giảng, tập trung khai giảng ở tại nhà các bạn ạ. Con đang làm gì đấy? Con đang làm gì á? Bạn con gì đang chào cờ? Đang chào cờ phải như thế đâu? Hình như bộ chào cờ đứng thẳng như này mà. Đấy, đứng thế thôi, chứ không phải đi lại thế đâu. Đây là đứng hai đứa đứng vào đây, đứng vào đây. Bố bảo chào cờ thì chào cờ chào phát thì các bạn con phải đứng nghiêm nhá, nhớ chưa? Là an đâu, đứng vào bố duyệt nào. Quay mặt đi đây. Bạn con xin biết chào cờ chưa? Đứng vào. Đấy, đứng vào, đứng vào. Có ơi, đứng vào đây, bố thử. Lào đứng vào, đứng vào, đứng vào, đứng vào. Ui dồi, đứng vào. Lào chuẩn bị. Nghiêm. Ôi, nghiêm mà như kia. Ôi, thế kia mà biết chào cờ à? Tay như này này. Rồi. Bao giờ cô giáo bảo nghiêm thì bao đứng nghiêm nhé. Đứng nghiêm như thế nào nào. Một, hai bạn đứng thẳng vào nhau. Ôi, bạn này chạy mất rồi. Hả? Rồi, bây giờ bố hô bạn cô si nhá, bố hô như nào? 1, 2, 3, nghiêm! Nghiêm mà! Ôi. Bố bảo nghiêm thì phải đứng nghiêm, hai tay buông xuống. Hơi nắm hờ một tí thôi. Nắm tay hờ như này này, để tay bình thường đây này. Đấy, chào cờ, chào phát triển như này. Nào, 1, 2, nghiêm! Đứng thẳng vào, chân cùng khéo cái kia. Bạn cô si vẫn chưa biết chào cờ rồi. Tẹo nữa à? Tẹo nữa cô mà bảo chào cờ mà con không biết chào cờ, cô nhìn qua tivi cô biết đấy. Cô bảo chào cờ con đào mà bố bảo thì thôi. Thế thì làm gì? Bố tập cho trước. Con chào cờ. Chào cờ gì? Nghiêm. Chào cờ gì? Chào tay nào đưa lên. Chào cờ gì? Người ta phải có tay đưa lên đấy, không phải tay nào đưa lên được đâu. Anna chào cờ tay nào? Đấy, con đâu biết chào cờ tay nào? Tay đấy là tay nào? Tay này, tay nào? Bố tay nào? Bố tay là em tay đó. Đấy, con hỏi Hải An xem. Tay nào? Tay đấy là tay nào? Tay sắc. Tay gì? Tay sắc, nhưng mà nó phải là tay gì chứ không biết tay gì. Đấy mà là tay phải. Đấy là tay gì? Tay gì? Ui, tay trái. Đây là tay trái con. Đây là tay phải, tay này cầm đũa là tay phải, cầm bát là tay phải, à, cầm bút là tay phải. Cầm bát là đây là. Đến chưa, đến giờ chưa? Mấy ơi, sao đến giờ rồi? Đây là đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà mấy giờ rồi, sắp đến giờ chưa? Ông cô giáo nhắn tin rồi đấy. Cô giáo bảo chuẩn bị. Ơ thế không mở sách vở ra không? Cầm cờ xuống. Không cầm. Không cầm cờ à? Sắp đến rồi đã đến rồi. Ok. Bạn con gì ơi? Đào. Ở nhà con như thế này được chứ đến lớp bạn nhìn thấy cô dám mắng đây. Con nào? Nghiêm. Nhưng mà có phải nghiêm túc vào. Hả? Đào. Thì như vậy em còn thích quá rồi em còn thích.
Tất nhiên lần đầu tiên em còn được lên lớp 1 mà được tập trung khai giảng ở nhà đúng không? Mọi người phải khai giảng ở trường. Những năm trước Hải An không sướt mướt. Đúng, chuẩn. Nhưng mà phải đứng nghiêm một lúc. Không, chào cờ, chào. Đấy, phải bắt đầu chào đứng nghiêm. Hả? Nhưng mà khai giảng ở lớp ở kênh nào? Ồ, đấy rồi kìa, đấy rồi kìa, đấy rồi kìa. Kìa. Chuẩn bị. Kìa. Ờ thế chào cờ xong thì làm gì nữa? Nghiêm, lên học luôn thôi. Đào cơ. Ai học ở trên kia? Bố nhà. Bố nhà. Nghiêm. Đào. Bố. Ơi. Nhà ấy. Thế bạn có gì? Hả? Bố biết rồi. Nghiêm. Đào cơ. Cờ có vẻ phấn khích nhờ. Ngơ, Hải An ơi, Hải An phải bê cái đống sách kia kìa. Cất đi, ai để như thế tẹo nữa mà chụp ảnh. Nhưng mà tẹo chụp ảnh cho nên là cô giáo bảo không gọn gàng đâu. Không gọn gàng ngăn nắp hiểu không? Bỏ đâu, bỏ máy thật thôi. Không mang ra khỏi chỗ đấy. Để ra trong bàn. Sao rồi còn... Đây này, cho tôi. Cái đấy để đấy, còn mang ra ngoài chỗ khác. Sao đây để... Sao đây còn để cả lọt đồ ăn ở chỗ bàn học kia. Nhìn này. Ừ. À, cô xí tập mãi kia đồ ăn trên kia kìa. Ok. Không biết, muốn biết. À cái đấy USB để ở đấy thôi. Ui, ngã kìa. Đúng rồi, cắt đi, đúng rồi. Mang cả lọ đồ ăn đi. Đấy, để đấy cũng được. Hả? À. Không đá bóng, bây giờ chuẩn bị nước chào cờ rồi đá bóng gì? Hình à. Như sai kênh ấy, 7 rưỡi rồi này. 7 rưỡi rồi đây. Cái gì con? Thế Hải Ninh không xuống chào cờ à? Thôi nên xem Hải Ninh làm gì chứ? Ô kìa kìa, Hải Ninh ơi, An ơi kìa. Kìa nhanh. Đúng kìa, lễ khai giảng kìa, đây. Lễ khai giảng năm học 2021-2022 rồi kìa. Ôi mở to thế. Mở to đùng ấy. Có phấn khích đấy. Con bỏ cái bàn đấy ra để đứng vào chứ. Ơ nhưng mà con ra mà đứng quay mặt ra hay quay mặt vào. Đấy rồi kìa, múa bát rồi kìa. Thế nào có bạn cô gì, chờ đến xem. Wow, cô giáo xinh đấy nhỉ. Hải An đứng ra cận mắt con. Đứng xa cách ra 2 mét đi. 2 mét có biết nào 2 mét không? Có, cô nhìn thấy đấy. Cô giáo hát mà không nghe được à? Dạ, bây giờ là tiết mục khai giảng rồi, các thầy cô đang hát các bạn ạ. Đấy. Rồi bây giờ hai bạn sắp xếp chỗ ngồi để trước tivi để khai giảng các bạn ạ. Ok. Được rồi, đấy. Quay cùng chiều đi, đúng rồi. Hải An ơi, tóc tai kìa, chén mặt kìa. Chết chưa, bây giờ Hải An không biết là quay mặt vào TV hay quay lưng vào TV, chết chưa? Quay mặt vào TV hay quay lưng vào TV? Chắc là như thế này, mới lấy hình. À đây này. Bác sẽ bảo vào gì, thế mọi người bảo vào ID gì đây? Lên trên kia vào đi. Không. Các bạn nhỏ còn ra đang ngồi rất là nghiêm chỉnh rồi. Không biết là đến lúc nào thì chẳng cả. Bây giờ là các thầy cô đang muốn hát khai giảng các bạn ạ.
À, nhà anh Gato năm nay là có những ba bạn học sinh đấy, một bạn học lớp 6, một bạn học lớp 3, một bạn bắt đầu vào lớp 1 các bạn ạ. Hãy subscribe.